Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Cách chọn tuổi trong nhà cho người tuổi Hợi trong năm 2020 giúp gia chủ phát tài thất lộc. Trong đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi trong đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người trong đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người xung đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi xung nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi, thành đạt. Thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày, xung nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xung nhà năm 2020 hợp với năm và ngày xung nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người xung nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt xung nhà hợp với năm mới, ngày xung nhà mùng 1 và mùng 6 Tết và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và này, riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người xung đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các cái yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng xem cái tuổi xung nhà hợp với người tuổi Hợi trong cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết. Vậy thì trước hết ngày mùng 1 Tết thì gồm có hai mức độ, đó là ở tuổi tốt và tuổi khá. Thì thứ nhất là ở cái tuổi khá để mà xung nhà thì đây gồm có là Đinh Mão, Đinh Tỵ, Mậu Tý, Mậu Dần, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Canh Tý, Canh Dần. Kim các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng chi là Ngọ và Dậu. Và cái tuổi tốt để phù hợp trong nhà trong cái ngày mùng 1 Tết này đấy là Nhâm Dần, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Canh Tuất, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân, Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi. Trong đó các cái tuổi như là Nhâm Tuất 1982, Ất Sửu 1985, Nhâm Thân 1992, Ất Hợi 1995, người Nhâm Thìn là 2012-1952, người Ất Mùi 1955-2015 đều tốt, là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Đối với ngày mùng 6 Tết thì cũng có các cái tuổi tốt và tuổi khá như sau. Trước hết là tuổi khá thì gồm có Canh Tý, Canh Tuất, Nhâm Tý, Nhâm Tuất, Tân Mão, Tân Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi, Quý Mão, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi và kiêm các tuổi có các hàng can là Giáp, Bính, Mậu và các chi là Ngọ và Dần. Đối với cái ngày mùng 6 đấy thì có các tuổi tốt phù hợp trong nhà cho người tuổi Hợi là gồm có Tân Sửu, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Canh Thân, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Ý Tỵ, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu. Trong đó thì những cái tuổi như Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái tuổi hợp với những người tuổi Hợi trong năm 2020 này theo từng tuổi một. Thứ nhất là tuổi Ất Hợi.
sinh năm 1935 với là 1995 thì Ất khắc kỷ Tân và hợp với Canh. Như vậy cái tuổi hợp đây là Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần, Ất Mão, Đinh Mão, rồi Quý Mão, Ất Mùi, Đinh Mùi, Quý Mùi, Canh Tý, Canh Dần, Canh Ngọ, rồi Canh Thân, Canh Tuất, Canh Thìn. Thứ hai là tuổi Đinh Hợi sinh năm 47 và năm 2007 thì Đinh khắc Tân, Quý và hợp với Nhâm. Nhưng với cái tuổi hợp đây là Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi và Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Tuổi thứ ba là tuổi Kỷ Hợi sinh năm 59 và 2019 nên là Kỷ khắc Ất, Quý và hợp với Giáp. Như vậy cái tuổi hợp đây là Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Đinh Mùi, Tân Mùi, Kỷ Mùi, Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất và Giáp Thìn. Thứ tư là Tân Hợi sinh năm 1971 là Tân khắc Đinh, Ất và hợp với Bính. Như vậy tuổi hợp là Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão, Tân Mùi, Kỷ Mùi, Quý Mùi, Bính Tý, Bính Dần, Bính Ngọ, Bính Thân, Bính Tuất, Bính Thìn. Thứ năm là Quý Hợi sinh năm 1983 thì Quý khắc Kỷ Đinh và hợp với Mậu. Như vậy cái tuổi hợp đây là Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần, Ất Mão, Tân Mão, Quý Mão, rồi Ất Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi, Mậu Tý, Mậu Dần, Mậu Thìn, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Mậu Tuất. Vâng, quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây quý anh chị đã cùng chúng tôi tìm hiểu các cái tuổi hợp đối với người tuổi Hợi để chọn làm cái tuổi mà xông nhà trong cái năm 2020 này. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến xông đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.